Thật sự mà nói là mình rất yêu mến công ty Ánh Sáng Thanh Huy. Tuyệt vời, rất tuyệt vời và mic rất nhẹ. Mình hát rồi cũng nhẹ và hay. Cũng biết ơn công ty đã ra đây set up giùm cho mình. Nằm đêm đông trời pháo bay, đêm nay em đã đi rồi. Một, hai, ba. Hello tất cả quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với âm thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Thì vừa rồi ngày hôm qua Minh Huy cũng đã giao hai dàn tại Quảng Ngãi, Tư Nghĩa. Thì sau khi là giao ở Quảng Ngãi xong là Minh Huy quay trở về Bình Định. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược qua cái cấu hình. Đây là một cái cấu hình mới nhất hiện tại của Minh Huy. Đây là dòng loa Xper Pro 40 nha, là dòng mới nhất, mới vừa cho ra mắt và Minh Huy cũng đã lắp rất là nhiều rồi. Thì đây là dòng sub Xper Pro 60. Đó, đây là đồng bộ Xper Pro nha các bạn, sub 60 và full 40. Thì chỉ cần một cặp full như thế này thì và một cặp sub thế này thì các bạn có thể đi show tầm khoảng 300 khách tùy theo cái không gian mà bạn sắp xếp nha. Thì dòng sub này thì tí nữa mình sẽ test chất âm và test tiếng sub để các bạn nghe về cái độ lực và độ sâu của tiếng sub này và cái dòng full này nó kêu to như thế nào. Rồi, ở đây là thiết bị máy nè. Máy thì cũng như thường lệ Minh Huy vẫn đi một bàn mixer Soundwrap MFX12 sạc 2. Thì cái mixer này mình sẽ dùng lấy đường nhạc và lấy đường mic gửi lên để chúng ta khi sử dụng thì riêng biệt hai mic chúng ta dễ sử dụng. Rồi, bên dưới là một con quản lý nguồn VK802 và một bộ mic cao cấp. Đây là bộ mic XP cấp và một con vang số X10 Blue. Đó, con này cũng dòng của Wonderview. Và một con đẩy VK9000H nha các bạn. Con này là con 4 kênh, có công suất rất là lớn. Đó. Thì hai kênh hiện tại Bình Huy lấy đánh cho hai chiếc sub 60 và hai kênh còn lại đánh cho hai chiếc full 40 Xper Pro. Thì công suất vẫn còn thừa nha. Bây giờ mình sẽ mời tất cả anh em cùng các bạn theo dõi mình setup cái bộ này để các bạn tham khảo về chất âm của nó như thế nào. Xin mời quý vị nha. Say my heart.
Rồi ở đây nè, có một đồng chí phải nói là một người đã từng đầu tư bên Huy rất nhiều bộ âm thanh, tầm phải là mấy năm rồi. Đó, thì cũng ở rồi. Tại thị trấn Tây Sơn, đây là ban nhạc Hương Sen nha các bạn. Thì ở nếu mà các bạn nào ở thị trấn Phú Phong á, thì các bạn sẽ biết đến ban nhạc Hương Sen. Nói chung là làm mọi đủ lĩnh vực. À, từ karaoke kẹo kéo ăn nhậu chiều lại nhớ chiều cho tới đám cưới đám hỏi thì chơi tất tần tật đó. Và tiếp tục ở đây là anh khách ở khu vực Thuận Hoa tại Tây Sơn và đầu tư cái bộ âm thanh Xper Pro Sub 60 và Full 40 này đó. Thì vừa rồi bên Huy cũng đã test qua test tiếng nhạc và tiếng ca đã thử nghiệm cái bộ này cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ là cái anh khách trước cái đã là vài cho quý vị biết vài câu về cái bộ này thế nào. Xin chào quý vị. Nếu mà anh em bên ban nhạc thì ở khu vực Tây Sơn, tỉnh Bình Định thì mình là ban nhạc Hương Sen. Mình làm đã 8 năm nay rồi. Thật sự mà nói là mình rất yêu mến công ty ánh sáng Thanh Huy ở Sài Gòn. Thật sự mà nói là công ty là rất tuyệt vời. Như hôm nay là tôi cách nhà tôi là 20 cây số là Thanh Huy âm thanh Thanh Huy đã ra bàn giao dàn máy. Thì tôi có rất mến Thanh Huy cho nên là tôi đi dắt đến nhà một anh khách là ở từ đầu chí cuối. Thì thật sự mà nói là dàn máy của Thanh Huy càng ngày càng phát triển. Như tôi đã 8 năm nay là tôi đã làm từng là mua gọi là Thanh Huy, tôi rất yêu mến Thanh Huy. Nhưng mà hôm nay thì súp như chẳng hạn như là tôi là xài súp 50 mà nay là súp 60 rất là tuyệt vời, đầy đặn, tuyệt vời, rất tuyệt vời và mic rất nhẹ. Cho nên là những anh em Tây Sơn này cũng quá biết Hương Sen rồi nha. Rồi nếu mà có gì yêu mến đến Thanh Huy thì liên hệ Hương Sen nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi ok, đây là tiếp tục vừa rồi cũng vài lời phát biểu của anh khách cũng đã lâu lắm rồi và giờ là khách mới. Đó, bây giờ thì mình vào để đầu tư về cơ bản là phục vụ karaoke cho bà con ở đây, đúng không? Thì mình vừa rồi nghe rồi hát rồi cảm nhận là sao? Mình hát rồi cũng nhẹ và hay. Cũng biết ơn công ty đã ra đây set up giùm cho mình. Rồi ok, như vậy là tùy mặt công ty. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn Hương Sen ha. Cũng đã nhiệt tình đến đây để mà kiểm nghiệm qua cái bộ âm thanh đúng không? Rồi, chúng ta lại hẹn một ngày nào đó là chúng ta lại đầu tư thêm là gặp nhau nữa. Xin thưa với anh em Tây Sơn nha, Hương Sen là gặp tên đây là chuẩn bị là
Hồi giờ 8 năm nay là Hương Sen làm karaoke lưu động, nhưng mà gần nhất là Hương Sen sẽ lên là ban nhạc Hương Sen từng phục vụ cho khách hàng ở Tây Sơn. Anh em ủng hộ Hương Sen nha. Mà Hương Sen xin lỗi, Hương Sen khổ nhưng mà Hương Sen lên là cũng được đấy mọi người ạ. Dạ. Rồi, thay mặt công ty nha, chúc gia đình được thuận lợi trong công việc nha. Ok. Như vậy thì Minh Huy sẽ kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn đầu tư những bộ âm thanh như thế này, đồng bộ Xper Pro Full 40 và Sub 60, thì các bạn hãy gọi trực tiếp qua các số điện thoại Minh Huy có đăng trên video. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tại công ty Serum 340. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn những video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.